Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là món ăn dân dã của miền Tây, là cái đó là trứng nướng dưới đất sét. Trứng nướng đất sét có nghĩa là mình lấy đất sét mình ốp cái trứng rồi mình nướng nướng ngoài cho mọi người xem. Rồi sau đó sẽ thưởng thức. Đây, trứng đây. Đây, quay cho mọi người xem trứng. Đó. Rồi mình chúng ta sẽ đi lấy đất sét để bọc vào trứng để mình nướng. Đây, đất sét đây. Lấy chắc đủ 2 trứng rồi. Ít thôi. Rồi. Cây ba tôn dùng để quýnh mọi người đây. Ôi xó. Chém nè, chém nè, chém nè, chém nè. Rồi, đất sét nè. À, đất sét nè. Rồi cái này mình sẽ bọc vào cái trứng, cái quả trứng gà. Rồi chút tí mình sẽ nướng nướng mọi nguyên cái quả trứng luôn. Rồi đợi mình chút, mình sẽ làm nướng đất sét vào thì mình quay cái khúc nướng cho mọi người xem. Rồi mọi người mình sẽ lấy đất ra mình bọc vô trứng để chút xíu mình nướng. Đây, 2 trứng này, 2 miếng bọc 2 miếng đất. Đây mọi người xem. Đây là cái trứng đó, trứng gà. Trứng gà bọc đất sét nướng chắc thơm. Thơm ngon, nức nở. Giữ được nguyên cái. Đó. Mọi người mình bọc vào để đừng cho nó có, đừng cho cái vỏ trứng nó bị nứt á, khi nướng mình đừng không có bị nứt để nướng nguyên được cái vỏ không có bị nứt cái trứng. Đây rồi 1 trứng. Tiếp theo là trứng thứ hai, đây mình sẽ bọc luôn, bọc đất sét. Coi nó có ngon hơn trứng gà nướng của mọi người bán không. Trứng nướng đặc sệt đây. Đủ không? Đủ rồi. Rồi đây là 2 trứng. Tay nhìn mình quá trời luôn rồi. 2 trứng nè. Rồi để mình chuẩn bị nhóm lửa lên để mình đốt nướng cho mọi người xem. Rồi đem cây củi đó với lá đó lại mình nướng trứng bên ơi. Rồi con lụm cây củi đó luôn, lụm cây củi đó luôn. Nữa đây đi, lụm nữa đi. Lụm củi luôn, lụm củi đó luôn. Cây bự đó luôn. Ừ, lụm nguyên cây bự đó đi, nướng mới đủ. Rồi, đây là chuẩn bị nướng này. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa trứng vào nướng cho mọi người xem. Đây. Đó, củi nè. Trứng nè. Đây đây.
Đó, hai cái trứng. Rồi, để mình nhóm lửa lên, nhóm lửa lên để cho mọi người xem nướng hai cái trứng này. Chút xíu nữa thì sẽ được thưởng thức thôi. Đó. Mọi người chờ chút xíu, mình nhóm lửa lên. Lá vô đi, lá vô. Lá vô. Lá vô. Lá vô. Lục lá vô. Rửa cháy dưới. Nếu vậy đem theo nồi đó. Mọi người đã lớp lửa lên nướng hai cái trứng bọc đất sét rồi, chút xíu nữa thì mình sẽ được thưởng thức thôi. Rồi đi hút, hút thêm lá lại đi, thêm lá lại. Để ở đây, để ở đây đây. Hết rồi. Có cây luôn, có củ nè. Đó. Có củ đi. Đứng nó xuống. Cái cây của con mà. Đi hút lá đi, hút lá đi, hút lá đi, hút lá đi. Nhiều đi, nhiều đi, nó mới cháy nổi. Lát thêm, lát thêm, lát thêm. Đây, lá ở đây. Trời, nguyên cây luôn hả? Chào mọi người. Đây, mình đang nướng đây, mọi người xem. Xíu nữa thì mình sẽ thưởng thức. Nóng quá. Nướng nãy giờ khoảng là 15 phút rồi đó mọi người. Đó, lửa cháy. Lửa cháy rất nhiều, rất mạnh. Đó. Đó, mình nướng nãy giờ khoảng 15 phút rồi đó, không biết nó chín chưa. Đây, khều vô coi. Đó, tôi nó ngã ra kìa. Đó, đó, cái trứng nè, cái trứng nè. Đó, trứng nè. Rồi, để mình thêm lửa. Rồi, đây mọi người xem, nó nướng nó bị nổ hết một trứng rồi. Đó, nó nổ nó văng ra nè. Nè, nè, nè. Ồ, nó nổ nó văng một trứng ra đây. Đó, trùng đỏ kìa. Ngon quá mà nổ. Còn chỉ một trứng nó lăn ra đây nè. Đó. Nổ một trứng lăn ra đây nè. Rồi, đứng hai trứng mà nổ hết một trứng rồi. Đi ăn sao được trời. Đó, quá ngon kìa. Cái lòng đỏ nè. Rất ngon. Lòng đỏ màu chín rất là ngon. Rất là đẹp. Còn chỉ một trứng. Ồ, nó nổ thêm kìa. Ủa, nó nổ thêm trứng nữa kìa thằng ngơ. Nóng quá rồi, quá nóng rồi. Rồi để mình gấp ra, để mình gấp ra. Thôi nó nổ thêm nữa, nghĩ có cái ăn con với phương chết. Rồi bữa nay
Nướng hai trứng mà nổ hết rồi. Rồi để mình gấp ra coi nó sao. Nãy giờ chín rồi mà bọc vô đất nữa, nãy giờ nổ. Nổ mà nứt trứng luôn trời. Nổ nứt trứng luôn rồi. Nổ mà nứt trứng luôn rồi. Ừ, vậy bữa nay bỏ công rồi. Nướng hai trứng. Bỏ. Nè. Con với Phương mang chung rồi Phương ơi. Ừ, cái này coi. Nó ngon quá. Ôi. À, nổ. Uổng quá uổng. À, nổ nè, này còn ăn được nè. Đó. Rồi hai trứng bị nổ hết, trứng nổ trước trứng nổ sau đây. Đó, cái vỏ đất mình bọc lại đó. Dập lửa được chưa? Rồi đây quay cho mọi người xem cái trứng nó bị nổ. Đó, nướng hai trứng mà bị nổ, trứng trứng trước trứng sau nó nổ luôn rồi nè. Rồi rồi lỡ lên lấy muối tiêu ra bên ăn thử coi bên ngon không bên. Đó nó nóng quá, nó màu vàng, màu vàng trứng chín rất tự nhiên, rất là ngon nè, nhìn quá thơm. À rồi lấy chanh ăn vô, lấy chanh ăn vô quá thơm. Rồi, xin chào mọi người. Đây là nãy giờ mình đã nướng cái trứng xong, nướng hai cái trứng mà nó đã bị hết, bị nổ hết trứng đầu. Mình không có quay kịp thì cái trứng sau thì nó bị nổ luôn. Nướng vào bọc vào đất sét nó bị nổ hết hai trứng thì hai chú cháu chỉ còn có một trứng để ăn thôi. Đây để thưởng thức cho mọi người xem coi nó có ngon hay là không. Nướng mệt quá mà bữa nay hết lỗ hết một trứng rồi. Đây, để mình thưởng thức coi. À, lấy ra coi. Rồi, lấy ra đi coi. Đó, hai trứng mà nó bể hết trứng rồi nè. Nổ bành chành ra vậy nè. Này còn ăn được lòng trắng. À, cái trứng này nổ sao nè mọi người. Còn nóng quá, thơm phức. Quá ngon. À, ăn thử cái lòng trắng này nè Bin. À, ngon không? Ngon. Đó, đâu? Ngon không? Ăn nữa coi. Nè, ăn cái lòng trắng đó, chấm muối ăn nữa coi. Ngon không? Để thưởng thức. Ngon quá ngon. Đâu, ăn thử coi. Thơm mọi người. Rất là thơm. Mà cái hương vị cái trứng nó còn nguyên luôn. Ăn thơm mà nó ngọt nữa. Thơm mà nó ngọt. Đây ăn cái trứng này nè. Đó. À, cái trứng này nè. À, cái lòng đỏ nướng chín tự nhiên vàng cái màu đẹp quá đẹp và thơm phức. À, người ta nói cái trứng là thú vị nhất trên đời, giờ mới hiểu. Quá thơm. Cái này con ăn được nè. Ủa, trứng nướng nó nóng nè. Ừ, thơm phức. Trời ơi, quá ngon quá ngon quá ngon quá ngon. Đây ngon quá là quá ngon. Để trứng này ra coi, ăn thử coi. Rồi để mình ăn thử cái lòng đỏ của trứng coi nó ngon không. Nướng cái màu rất là thơm, rất là ngon. Đây nè, nó còn màu tự nhiên rất là nóng, nóng hổi luôn. Rồi để mình chấm muối tiêu chanh ăn thử coi ngon không nha. Cho con miếng chứ. Đây muối tiêu chanh để mình ăn thử cái lòng đỏ của trứng mình nướng bằng đất sét coi ngon sao. Quá ngon. Quá ngon. Tại cái lòng đỏ nó nướng chín tự nhiên bằng đất sét nên nó nóng, rất là nóng, nóng đất nóng vào. Bởi vì đây, đó. Nè, cái lòng đỏ nè. Quá ngon rồi mọi người ơi. Chắc phải nướng vài trứng nữa ăn quá. Vẫn còn thơm thèm mấy trứng. Ừ, nữa. Chắc mấy cái trứng bị chiên trong trứng nó cũng đau lắm nhỉ. Ngon quá ngon. Wow. Rồi xin chào mọi người.
mình cũng được một sự trải nghiệm là nướng trứng bọc đất sét coi nó như thế nào, nhưng mà không ngờ hôm nay thì nó đã bị nổ 2 trứng, chỉ còn lại 1 trứng còn ăn được thôi, còn trứng kia nó nổ văng ra hết rồi, còn ăn miếng vài miếng lòng trắng thôi. Thì hôm sau chắc mình sẽ chuẩn bị nhiều trứng để mình nướng thêm một lần để ăn cho nó ngon, ăn cho nó đã luôn mới được. Nướng cách này ăn nó thơm nó ngon, và cái lòng đỏ nó còn rất là đúng cái màu sắc của nó, sống chín ngon thơm. Rồi xin chào mọi người, xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất của em. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.